Thưa quý vị, những tuyến đường bị xe tải băm nát, ô nhiễm xảy ra hàng ngày. Người dân thì bức xúc là tình trạng đang xảy ra ở xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Vì sao lại xảy ra tình trạng trên và có hay không việc tiếp tay, lơi lỏng trong quản lý từ chính quyền địa phương? Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của VTC14. Đây là tuyến đường dẫn vào hai mỏ khoáng sản của hai công ty Minh Phương Hoa và Hoa Cương trên địa bàn xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Phương tiện chở vật liệu lưu thông tấp nập, bụi bẩn bay mù trời. Mặt đường thì bị hư hỏng, xuống cấp. Theo phản ánh của người dân, tình trạng này đã diễn ra từ khá lâu. Cũng có thời gian thì cũng thấy chở cái tải nó thấp dần đi, không còn chở nhiều như ngày trước nữa. Cái lượng chở nó không nhiều nữa. Với cái tình trạng xe nó chạy như thế này thì cái đường này nó đã bị, theo chị thì nó đã bị hỏng đến mức rất là nghiêm trọng chưa, và người dân thì có ý kiến gì về vấn đề này? Thế người dân thì cũng có ý kiến thì nhiều khi sửa vì những cái ổ gà nó nhiều. Như trời mưa mà nước nó ngập là đi những cái đường này là nhiều khi không để ý là sẽ bị sa vào cái ổ gà này. Phải có xe tưới nước thường xuyên cho dân thôi, cho không bụi lắm. Mình còn bay xa đấy, không phải bụi gần ở đây đâu. Quay ra tít ra ngoài đằng kia. Vậy thôi. Cuộc sống người dân bị ảnh hưởng như nào? Thì nó tất nhiên nó bụi lắm, bụi vào dân tận trong nhà. Nó nhà kín như vậy nó còn vào trong nhà. Thế đề nghị là cho xe tưới nước nhiều vào. Khi phóng viên BTC14 lưu thông vào khu vực mỏ thì tình trạng mặt đường hư hỏng xuống cấp càng nghiêm trọng hơn. Ngay điểm đấu nối thì có một chiếc rào chắn kiểm soát phương tiện ra vào. Khi đi vào khu vực mỏ thì ngay lập tức một người lao ra để ngăn không cho vào và có dấu hiệu cản trở. Người này sau đó cho biết tên là Trần Văn Hải, quê Nam Định và mới được thuê vào mỏ làm bảo vệ nhưng không có hợp đồng lao động. Ngạc nhiên hơn, người bảo vệ này không biết làm việc cho doanh nghiệp nào và chủ doanh nghiệp tên là gì. Đây có mà chủ tên là ông Nam vậy, ông chủ tên là Nam. Chủ doanh nghiệp gì ạ? Em không biết doanh nghiệp gì đâu, đi làm thuê. Anh cho hỏi là mỗi ngày mình chở bao nhiêu chuyến khu vực này ra? Nói chung là ngừng hoạt động có chở chuyến nào bao giờ. Đợt này chúng em làm ăn nó thua lỗ có làm gì đâu. Thỉnh thoảng một vài xe coi như là kiếm đủ ăn vậy, kiếm mấy đồng tiêu vặt vậy chứ có gì. Điều đáng nói khi phóng viên VTC14 tiếp cận hiện trường thì mọi hoạt động trong các mỏ đều được doanh nghiệp yêu cầu tạm dừng hoạt động với hàng chục xe tải đang nằm chờ để bốc hàng. Còn theo tìm hiểu của phóng viên, khu vực mỏ này thuộc địa bàn xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Địa điểm này có hai doanh nghiệp hoạt động khai thác mỏ là công ty Minh Phương Hoa và Hoa Cương. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe hoạt động chở vật liệu rời, đất đá mà không được kiểm soát về tải trọng cầu đường. Thưa quý vị, theo thông tin mà VTC14 tìm hiểu từ Ủy ban Nhân dân xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, thì hiện nay lãnh đạo của xã này cũng không xác định được đây là hai mỏ đất hay là mỏ đá. Vậy hai mỏ khoáng sản này hoạt động có phép hay là không có phép, thậm chí là có tuân theo đúng các quy định trong hoạt động khai thác mỏ hay không, và có hay không việc chính quyền tiếp tay cho doanh nghiệp hoạt động trái phép. VTC14 sẽ tiếp tục phản ánh trong những bản tin tiếp theo. Mời quý vị quan tâm theo dõi.